Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Và bây giờ mời quý vị chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần nữa trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng ta qua tiếp cái buổi bổ túc về năm giới. Sư nói cư sĩ là phải thuộc nằm lòng mấy cái này dùm sư ha. Bây giờ chúng ta qua những cái phần ứng dụng về cái giới sát sanh nè. Thứ nhất là cái chuyện mà tự mình giết á, nó quá rõ ràng rồi. Dù là mình gợi ý thì nó vẫn là tự mình giết ha. Cái thứ hai là mình sai khiến người khác. Cái sai khiến á, nó như thế này. Ví dụ như ông chồng kêu bà vợ giết con gà, mà bà vợ giết đúng con gà đó thì bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Nếu ông chồng kêu bà vợ á, giết con gà mái, bà vợ nghĩ là con gà mái này nó đang đẻ thôi, đừng có giết nó, giết con gà mái khác, thì trong trường hợp đó bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Do ý ông chồng là giết con gà mái này chứ không phải giết con gà mái kia. Nhớ giùm sư nghe, cái chủ ý ông chồng á, là giết con gà mái này, nhưng mà con gà mái này nó không chết cho nên ông chồng không phạm giới sát sanh. Rồi tương tự như vậy, ông chồng kêu bà vợ giết con gà mái này, bà vợ kêu đứa con giết con gà mái này, đứa con nghĩ con gà mái này nó đang đẻ cho nên không giết, giết con gà mái khác, thì đứa con phạm giới sát sanh, hai vợ chồng không phạm giới sát sanh. Thêm một vấn đề nữa là nếu như ông chồng nói với bà vợ chiều 4 giờ tôi nhậu, bà coi bà mần thịt con gà đó sớm giùm cho tôi. Nhưng mà bà vợ thì bà lây hoay sao bà trễ, tới tận 4 giờ 5 phút thì bà mới giết con gà. Thì trong trường hợp đó bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Do đâu? Ông chồng nói với bà vợ là làm thịt con gà trước 4 giờ cho tôi, tức là trước 4 giờ thì ông chồng ông mới phạm, còn sau đó thì không phạm. Đây là cái điều lắc léo ở trong luật. Hoặc là ông chồng nói với bà vợ chiều nay khách tới chơi, chừng nào khách tới chơi tôi kêu bà đó thì bà xuống dưới bếp bà làm thịt con gà giùm tôi. Bà vợ bà nghĩ là thôi trước sau cũng làm, bây giờ rảnh thôi làm luôn. Thì trong trường hợp đó ông chồng chưa ra hiệu mà bà vợ bà đã làm thịt con gà rồi, thì trường hợp đó bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Tại vì ông chồng nói đó là chừng nào tôi kêu thì bà làm, ông chồng chưa kêu bà làm rồi, thì bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Lưu ý mấy điểm này. Cái rồi trong một cái trường hợp nữa là cái trường hợp mình ném đồ á, nó có một cái trường hợp hy hữu như vậy mới đăng báo nè, là một anh ở Mỹ, ở bang Texas, ảnh muốn giết ông anh vợ, ổng cầm cái súng ổng bắn. Nhưng mà cái viên đạn á, nó kẹt vô cái thân cây, cho nên là không có trúng.
Rồi sau đó cái ông này ổng chết. Thì nếu ông chết là xong chuyện nha, chết là xong hết rồi. Nhưng nếu ông còn sống á, ông này nếu ông còn sống mà trúng cái thân cây, không có trúng ông này cho nên ông này chưa có chết. Nhưng nếu như ngày hôm sau ông này ổng đi ra ngoài cái cây, ổng chặt cây á, cái này báo đăng, ổng chặt cây, cái cây nó ngã xuống, cái gỗ nó chẻ đó, viên đạn nó bắn trúng ông đó, ông chết. Thì trong trường hợp đó cái người bắn phạm giới sát sanh. Rồi trong trường hợp mà cái người làm ví dụ như làm vũ khí, buôn bán vũ khí, thì khi họ làm vũ khí, họ với cái suy nghĩ là vũ khí này dùng để giết người. Ví dụ như những người bắn súng, bắn súng chẳng hạn, bắn súng hoặc là bán kiếm, bán mã tấu, khi họ làm với cái suy nghĩ là vũ khí này làm ra để giết người, thì khi họ bán vũ khí cho người khác, người khác sử dụng vũ khí đó để sát sanh, để giết người đi, thì cái người bán họ phạm với sát sanh. Hoặc là cái người mà họ bán thuốc chuột á, khi họ bán thì họ có suy nghĩ là tôi làm thuốc này để diệt chuột. Thì khi họ bán, người khác mua thuốc đó về, họ đặt bẫy chuột, chuột chết, thì người bán phạm giới sát sanh. Nhưng nếu như cái người mua về đó, họ không có bẫy chuột, họ bẫy người, thì trong trường hợp đó người bán thuốc chuột không phạm giới sát sanh, bởi vì cái ý của họ là giết chuột. Nhớ giùm. Nhưng nếu như cái người mà họ làm ra cái thuốc độc đó, họ nói là tôi làm thuốc độc này, bất kỳ chúng sanh nào, ai, người, thú gì vô đều chết hết, thì trong trường hợp đó là cái người này sẽ phạm giới sát sanh. Trong trường hợp mình quý vị qua Thái Lan, Thái Lan họ xài bùa chú ghê lắm. Thì trong trường hợp mà mình xài bùa chú mà để cho người khác chết, thí dụ như nó có cái bùa giống như cái bùa che mắt, làm cho người ta đi đi qua đường mà người ta không có để ý xung quanh, rồi người ta bị xe tông chết, thì cái bùa nó chỉ có tác dụng là nó che mắt thôi. Nhưng mà mình xài cái bùa đó với chủ ý là để giết người, thì như vậy mặc dù cái xe nó tông người ta chết, nhưng mình phạm giới sát sanh. Rồi cái chuyện mà sử dụng thần thông thì cũng y chang như vậy. Xét về tội thì tội nặng và tội nhẹ. Tội nặng là những vị, một là chứng thánh như là các vị A-la-hán, độc giác, tội nó rất là nặng. Cái thứ hai, những vị có giới, giết người có giới tội nặng hơn người không có giới. Rồi cái thứ ba là so về chúng sanh á, thì loài người phước nhiều hơn loài thú, cho nên giết người tội nặng hơn giết thú. Rồi trong số các loài thú á, thì loài thú nào lớn hơn thì tội nặng hơn. Tại vì sao? Bởi vì á, thí dụ như mình giết một con kiến đi, mặc dù con kiến nó bò trên bàn, mình lấy tay mình giết nó, mình ấn nó, xin lỗi con kiến, nhưng không có ý đó đâu. Thì mình, cái chủ ý của mình á, nó nhẹ thôi, nhẹ thôi, rất là nhẹ, mình ấn cái nó chết rồi. Nhưng mình giết một con bò đó, nó đâu có đơn giản mình chỉ ấn cái đâu. Mình dùng cái chủ tâm của mình chủ tâm rất là mạnh mẽ, rồi mình ra sức rất là mạnh. Thì chính bởi vì như vậy á, cho nên là cái nghiệp mình nó nặng hơn. Rồi ngoài ra còn là chúng sanh có giới đức và chúng sanh không có giới đức, là trong trường hợp như thế này. Thí dụ như Bồ Tát, trong những kiếp Bồ Tát do ác nghiệp phải đọa làm loài thú, nhưng mà đó là Bồ Tát, nhớ dùm cho nhiều chuyện kinh khủng lắm. Bồ Tát mà sanh làm loài thú thì con thú đó vẫn giữ năm giới như thường, kinh khủng chưa? Thì trong trường hợp đó mình lỡ mình giết một cái con thú mà đó là Bồ Tát thì mình cũng nghiệp cũng đầy đầu ha. Rồi trong trường hợp tự sát thì như thế này,
Một, việc tự sát không phạm giới sát sanh. Đừng có vội mừng. Sư phân tích một tí. Thứ nhất, nếu như việc tự sát mà phạm giới sát sanh á, là sẽ không có các trường hợp chứng đắc đạo quả. Ví dụ như Bồ Tát ngài gieo mình xuống từ trên vực, ngài gieo mình xuống để ngài nuôi con cọp. Nếu như mình nói cái chuyện ngài tự sát mà phạm giới sát sanh, ngài là ngài đi địa ngục, làm sao ngài bổ túc ba la mật nha. Cho nên việc tự sát là không phạm giới sát sanh. Cái thứ hai là những cái vị tỷ kheo á, mà khi các vị đó tự sát á, trong cái giây phút cận tử các vị đó phát triển trí tuệ quán và sau đó chứng đắc đạo quả, trong trường hợp đó nhiều lắm trong tạng luật. Mà nếu như cái chuyện mình tự sát mà phạm giới á, thì cái vị mà làm cái chuyện đó đó, vị đó sẽ bị ăn năn rây rứt vì mình đã tạo ác nghiệp, cho nên vị đó cũng không thể nào chứng đắc đạo quả. Nhưng bởi vì bản thân việc tự sát không phạm giới sát sanh, cho nên là có thể chứng đắc đạo quả. Nhớ giùm sư hai đặc điểm. Một, bởi vì việc tự sát không phạm giới sát sanh, cho nên Bồ Tát mới có thể hy sinh tánh mạng để bổ túc ba la mật. Cái thứ hai là nhờ như vậy cho nên một số vị có thể chứng đắc đạo quả trong giây phút cuối cùng. Thành ra việc tự sát không phạm giới sát sanh. Cái chuyện mà chúng sanh có sự sống ở cái chi phần đầu tiên là chỉ cho chúng sanh khác chứ không phải chỉ cho mình nha. Nhưng mà như vậy, đó là trường hợp của Bồ Tát và các vị tỷ kheo chứng thánh vào giờ chót. Còn trong trường hợp khác, tức là trong trường hợp bình thường là như thế này. Đầu tiên không phạm giới sát sanh nhưng vẫn đi địa ngục. Bồ Tát không phạm giới sát sanh và ngài sanh thiên. Còn nhiều người ở thế gian này họ không phạm giới sát sanh nhưng họ đi địa ngục. Khác nhau ở chỗ nào? Một, nguyên nhân. Cái lý do mà Bồ Tát hy sinh tánh mạng là vì bổ túc ba la mật, vì tác thành đạo nghiệp. Nguyên nhân đó là nguyên nhân cao thượng. Còn chúng sanh khi họ tự sát, nguyên nhân là bất mãn, nguyên nhân là bệ tắc, hoặc nhiều khi nguyên nhân là trả thù đời cũng có. Thì trong những trường hợp đó quý vị thấy cái mục là cái... nguyên nhân khác nhau nó đưa đến cái kết quả khác nhau. Chính vì cái mục đích của mình á, là mục đích nó không cao thượng thì cái nơi sanh thú của mình cũng không cao thượng. Cái thứ hai nhớ giùm sư, khi mà mình tự sát á, cái tâm mình á, nỗ lực mãnh liệt lắm mới làm được nha, chứ không phải dễ đâu. Cái tâm mình đừng có nghĩ mình leo lên lan can, tới đó là dễ, sai. Leo lên trên lan can á, nhiều người đứng đó họ không dám nhảy xuống. Từ cái lan can đó mà mình nhảy xuống lại là một chuyện khác nha. Rồi nhiều người đu dây, cầm cái sợi dây chứ còn mà nhả cái chân ra lại là chuyện khác á. Cho nên cái chuyện mà mình quyết định là mình bỏ cái tánh mạng này, nó là một cái sự quyết định nó lớn lao, nó ghê gớm dữ lắm, chứ không phải quyết định thông thường mà làm nổi đâu. Và nó dẫn đến một sự kiện là khi anh có cái nỗ lực mạnh mẽ như vậy, nó sẽ trở thành một ấn tượng tâm lý. Mà ấn tượng tâm lý đó nó mạnh tới nỗi mà đời sau kiếp khác anh cũng sẽ có khuynh hướng tương tự. Cho nên quý vị đọc trong kinh tạng thấy Bồ Tát tại sao mà ngài xả bỏ tánh mạng dễ dàng như vậy? Bởi vì quen rồi. Nó kỳ chứ ngài quen rồi. Ngài làm được lần đầu nó khó chứ những lần sau nó dễ lắm. Ngài chỉ cần tác ý ta vì chúng sanh khác, ta bỏ cái mạng này, ngài làm rất là dễ. Bởi vì nó quen rồi. Yeah, nó đã thành cái ấn tượng tâm lý.
Còn những người mà bỏ mạng vì bất mãn nè, vì tình yêu nè, rồi vì bế tắc nè, đời sau kiếp khác mình gặp trường hợp tương tự như vậy, thay vì nghĩ cách giải quyết mình lại nghĩ đến chuyện nguyên sinh. Có nhiều người mình hỏi tại sao gặp vấn đề đó người ta lo, người ta giải quyết cái chuyện nó bình thường, chuyện nhỏ nhặt, ví dụ như mẹ la, chuyện nhỏ thôi mà, mình nghĩ mẹ la chuyện nhỏ thôi mà, tại sao người này họ có thể nghĩ đến cái chuyện là họ đu dây được hay vậy? Nhưng mà do ấn tượng tâm lý từ đời quá khứ, họ làm chuyện, họ từng làm chuyện đó rồi, cho nên qua đời này hễ gặp cái gì đó nó bất mãn cái là thay vì nghĩ cách giải quyết, nghĩ giải pháp, họ nghĩ đến cái chuyện nguyên sinh. Và cái thứ ba làm quý vị nghĩ coi ha. Khi mà Bồ Tát á, ngài xả bỏ tánh mạng vì đạo nghiệp á, cái hỷ của ngài lên rất là cao, mà chính bởi vì cái hỷ ngài cao như vậy đôi khi ngài không biết đau. Quý vị biết là nhiều người á, họ trúng số, họ nhảy cẩn lên á, mà chân họ đạp ga, nhiều khi họ không biết. Thì khi mà Bồ Tát ngài xả bỏ tánh mạng vì đạo nghiệp á, cái hỷ ngài lên cao lắm, cho nên ngài giữ cái hỷ đó, thành ra ngài sanh thiên. Còn đa phần những trường hợp còn lại mà nguyên sinh, khi mà giây phút cận tử á, nó đau đớn kinh khủng lắm, tới cái mức độ mà hầu hết nha, người ta nghiên cứu là con số là 75% hoặc là gần 80% những người nguyên sinh mà được cứu sống, họ hối hận. Cái giây phút mà cận tử á, họ hối hận, họ bản năng của họ là họ cầu, họ muốn sống. Nhưng mà chỉ có điều lúc đó khi nó muộn rồi. Đương nhiên là những trường hợp mà cứu không kịp thì không có ai có thể phỏng vấn được hết, cho nên là mình không tính được. Nhưng những trường hợp cứu được á, phỏng vấn thì hơn 75% họ hối hận. Giờ đâu? Đau quá. Đau dữ lắm chứ không phải đau thường đâu. Đau ghê lắm. Cho nên là nhiều người họ chịu không nổi, họ hối hận. Và dù anh có hối hận hay không thì khi anh nguyên sinh như vậy anh rất là đau. Mà khi anh đau như thế tâm anh sân, mà khi tâm anh sân thì anh đọa. Lại thêm một vấn đề nữa, nhiều người họ nói là cuộc sống tôi bế tắc, áp lực gia đình, nuôi áp lực công việc nhà, áp lực nuôi con, áp lực chồng, áp lực cha mẹ chồng, áp lực công việc, tôi bế tắc quá, tôi chịu không nổi, tôi nghĩ đến chuyện nguyên sinh. Nhưng sư hỏi thiệt, những cái áp lực như vậy đó, có ai lôi mình ra mà đâm chém, hành hạ, tra tấn, băm vằm mình ra có không? Không. Bây giờ sư hỏi quý vị, nếu như quý vị đổi áp lực đi, bây giờ không áp lực cái vụ mà chuyện nhà nè, chuyện chồng nè, rồi chuyện con nè, chuyện công việc nè, chuyện cha mẹ chồng, bây giờ muốn hết áp lực đó đúng không? Bây giờ đổi một cái hoàn cảnh khác nha, đi vô tù, đi vô tù, bỏ hết công chuyện nhà, vô chổng cho đầu gấu nó quánh, đầu gấu nó quánh từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, hết đứa này qua đứa khác nó quánh tiếp. Bây giờ đổi không? Dám chơi dám chịu, đổi đi cứ thử. Sư đảm bảo không ai điên mà đổi, đúng không? Hoặc những bạn trẻ áp lực công việc, bây giờ bạn bè chê cười quá, trời ơi xin lỗi, áp lực coi việc học, mình học dốt quá, vô trường thì thầy cô mắng, rồi bạn bè nó chê, nó chọc, rồi nó cười, về nhà thì cha mẹ áp lực, khổ quá. Bây giờ đổi không? Hỏi thiệt, đổi không? Vô chổng nghe, cho đầu gấu nó quánh từ sáng tới chiều, quánh chừng 5 năm thôi, đi hết hạn đi về, đổi không? Không đứa nào đổi.
tại sao sư đưa ra một cái ví dụ nó kỳ cục như vậy? Bởi vì khi mà mình quyên sinh á, mình đi xuống địa ngục nó còn khổ hơn cái thứ đó, nó gấp trăm gấp ngàn lần mà mình không biết. Mình cứ nghĩ là chắc là tôi quyên sinh tôi qua đời khác tốt hơn. Sai bét. Khi mình quyên sinh, thứ nhất cái mục đích nguyên nhân của mình á, là do tiêu cực nha, áp lực nè, bất mãn nè, tình yêu nè. Những cái nguyên nhân đó là cái thứ nhất nó gị mình đi xuống nè, đi xuống địa ngục. Cái thứ hai, mình quyên sinh với suy nghĩ chết là hết, có nghĩa là tôi không bao giờ tôi phải chịu những áp lực này nữa. Đó là đoạn kiến, một thứ tà kiến đi xuống. Hai, mình suy nghĩ chết qua đời sau tốt hơn, nó là thường kiến. Thường kiến cũng đi xuống. Mà bây giờ quý vị nghĩ cái loại người mà quyên sinh họ suy nghĩ cái gì? Mục đích quyên sinh để làm chi? Có phải là trong hai lý do này không? Một là để chấm dứt hết, chết khỏi, khỏi lo, khỏi suy nghĩ gì hết. Hai, qua đời khác tôi tốt hơn. Hai suy nghĩ đó đều rơi vào tà kiến và đều đi xuống địa ngục. Thành ra sư mới hỏi quý vị, hỏi tưởng sư nói chơi chứ quý vị suy nghĩ kỹ coi sư nói nó có lý không? Có đổi, muốn đổi được hoàn cảnh không? Nhưng mà đâu có ai ngu. Vậy mà không hiểu tại sao mình lựa chọn cái đó. Thành ra suy nghĩ lại cho kỹ. Trường hợp tiếp theo nữa là những cái dạng mà vi khuẩn, vi trùng. Thì như thế này, những vị trưởng lão á, có nói là những con vi khuẩn, vi trùng á, nó là sắc do thời tiết sanh, chứ nó không phải là chúng sanh có sự sống. Cho nên là chúng ta không phạm giới sắc sanh, cho nên là cứ rửa tay bình thường ha. Rồi còn cái chuyện phá thai, nếu như á, mà mình phá thai thì đương nhiên là mình phạm giới sắc sanh rồi, cái đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà một cái chuyện này tương đối nhạy cảm nè, mà sư nói riêng với những cái vị là đã cư sĩ có gia đình ha. Bởi vì á, chúng sanh có sự sống được tính từ khi mà có sự xuất hiện của trứng tinh trùng và thức tái sanh. Khi ba anh này gặp nhau thì ngay lập tức là đã có chúng sanh rồi. Cho nên á, một cái phôi dù chỉ là mới qua tích tắc nó đã hình thành phôi thì coi chừng nó đã thành chúng sanh. Một số biện pháp ngừa thai nó chỉ đơn giản là trục xuất cái phôi đó ra, không cho nó làm tổ nha. Coi chừng, nhắc nhẹ như vậy để quý vị lưu ý. Còn cái quả báo á, thì trong chú giải thì nó có tới 23 cái quả báo. Nhưng mà bây giờ sư chỉ gom lại thôi, gom lại những cái nhóm chính. Một là do mình sát sanh, khi mình sát sanh là mình sử dụng tâm sân nha. Chứ đừng có nói là tôi thương nó quá cho nên tôi giết nó, không có. Mình sát sanh là mình sử dụng tâm sân. Chính bởi vì do sử dụng tâm sân cho nên đời sau quả báo là họ sẽ có thân hình xấu xí. Có thể tật nguyền nè, có thể xấu xí nè. Đó. Rồi đặc biệt là cái lòng bàn tay á, lòng bàn tay với lòng bàn chân của họ nó hõm sâu. Cho nên là cái tướng của Thế Tôn trong 32 tướng tốt á, là có cái tướng là cái lòng bàn tay và lòng bàn chân nè bằng phẳng, không có hõm. Ngay cả cái vai của ngài cũng vậy, không có hõm. Mà cái người mà cái nghiệp sát sanh á thì cái tướng, cái lòng bàn tay bàn chân của họ nó sẽ hõm. Rồi cái thứ hai, do khi mà mình sát sanh mình làm cho chúng sanh khác sợ hãi. Chính bởi vì như vậy cái nghiệp nó sẽ cho cái quả báo á, là mình là cái người sức khỏe kém hay bệnh. Đó, ví dụ như bây giờ sư nói bây giờ nhìn vô bản thân ông sư Hạnh Tuệ này, thấy ông bệnh tới bệnh lui hoài thì biết là đời trước ông cũng sát sanh. Đó, nó như vậy.
Rồi khi mà mình sát sanh là mình dùng sức mạnh của mình trấn áp chúng sanh khác. Do đó nó sẽ có một loại quả báo là mình là người chậm chạp nha. Rồi hay nói lắp, tức là một câu mà mình nói không ra hơi, mình nói không rõ nghĩa câu mình muốn nói. Cái này thì thú thật với quý vị, hồi xưa sư có, trước khi xuất gia là sư bị cái này nè. Cái người nó chậm lắm, sư nói thiệt, có người ta đi tới nơi rồi đó, bây giờ mình còn lề mề, mình bước tới bước luôn, mình chưa đi tới nơi. Nói chuyện nói không ra câu, nói không rõ nghĩa. Mà tại sao bây giờ ông ngồi được ở đây? Xin thưa, pháp độ chứ không phải là, chứ không phải bản thân sư đâu. Nói thiệt, đi tu đi biết. Sư nói là pháp nó độ sư. Cho nên là nó thay đổi. Hồi xưa sư nói nó lý nhí, nói nghe không rõ, nói người ta phải nói là người ta không muốn nghe luôn. Mà đi tu á, nếu như nó đổi tướng. Thành ra là cái này là trường hợp do pháp nha, nhờ ơn của pháp bảo. Rồi cái thứ ba, cái tiếp theo á, là do mình làm chúng sanh khác sợ hãi, cho nên một cái loại quả báo khác là làm cho mình hay bị giật mình, dễ sợ hãi và lo lắng. Rồi khi mà mình phạm giới sát sanh á, mình còn chia rẽ chúng sanh khác nha. Chia rẽ, tại vì mình giết một chúng sanh thì sẽ có một người cha mất con, một người mẹ mất con, một người con mất cha, vân vân. Chính bởi vì như vậy có một loại quả báo nữa, đó là mình bị người khác ghét bỏ, sống xa gia đình hoặc mồ côi sớm. Khi mà mình phạm giới sát sanh, mình làm cho người ta bị thương, đúng không? Thì nó sẽ cho một loại quả báo là mình rất dễ bị thương tật. Mà vết thương á, có khi trên trời rơi xuống. Ví dụ như đang đi cái miếng gối nó rơi trúng đầu, đi ngoài đường tự nhiên mình đá trúng cái vật nhọn. Hoặc là rất dễ bị tai nạn. Mà đặc biệt cái người phạm giới sát sanh thì họ thường chết do tai nạn, không có chết già, thường chết do tai nạn. Hai là chết do bệnh. Và đó, ba đó là bị người khác giết. Và thường á, khi mà mình phạm giới sát sanh này á, thì mình thường sống không có lâu, mình yếu thọ. Và đương nhiên á, là trước khi mà mình chịu những cái quả báo này nè, là mình đi địa ngục trước nha. Đi địa ngục trước, sát sanh rồi là đi địa ngục trước. Đừng bao giờ suy nghĩ tôi giết một con muỗi, đời sau tôi sanh làm con muỗi nó giết lại là quê. Không bao giờ có chuyện đó. Bà Malika, gọi là bà Mặc Lợi phu nhân á, năm xưa sư nói để quý vị biết cái gọi là bà dữ dội như thế nào nha. Cái vai trò của bà đó, bà là ngang với bà Gia Du Đà La. Bà Gia Du Đà La là người phụ nữ hỗ trợ tích cực bên Bồ Tát để hoàn thành đạo nghiệp chánh đẳng giác. Để quý vị biết bà Gia Du Đà La là ghê gớm cỡ nào. Bà Mạc Lợi á, là cũng là người phụ nữ hỗ trợ tích cực cho một vị Bồ Tát chánh đẳng giác khác là vua Bá Xê Na Đí. Vua Bá Xê Na Đí là một trong 10 vị chánh đẳng giác vị lai nha. Thì bà là, cái vai trò của bà là tương đương với bà Gia Du Đà La với Bồ Tát của mình. Trong kiếp quá khứ, bà vì giết một con dê cho nên số lần mà bà bị người ta chặt đầu á, làm người mà bị người ta cắt cổ y như tụi IS á, nó nhiều như số lông con dê. Nói trước cho quý vị biết sợ. Đừng nghĩ mình giết một là mình đền một, không có đâu nha. Giết một là mình gặt là một mùa bội thu á. Rồi bây giờ sư qua tiếp đến cái giới không có trộm cắp. Giới này thì quý vị nhớ dùm sư, chúng ta có năm cái điều kiện, tức là năm chi phần.
Khi mà đủ năm chi phần này thì được tính là phạm giới, còn nếu không đủ thì không tính là phạm giới. Nhưng nhớ dùm sư, sư nói bao nhiêu lần, nhớ nói tới chừng nào quý vị thuộc thì thôi, ám ảnh luôn càng tốt. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp, nhớ dùm sư ha. Rồi, cái giới không trộm cắp như thế này. Một, nó là tài sản có chủ nha, tài sản có chủ tức là thuộc sở hữu của người khác. Cái thứ hai là mình biết rõ đó là tài sản có chủ. Cái thứ ba là mình có ý muốn trộm cắp, có ý muốn lấy nha. Cái thứ tư là mình ra sức lấy. Và thứ năm là mình đã lấy được. Bây giờ sư giải thích từng cái chi phần ha. Một là của cải có chủ. Thì bây giờ mình chỉ đơn giản mình phân biệt như thế này. Một, cái này có chủ sở hữu không? Nếu như có thì nó vô cái chi phần một này. Đồ công cộng là thuộc sở hữu chung chứ không phải là đồ vô chủ nha, nhớ dùm sư nha. Thí dụ như cái ghế ở công viên, mình gọi là cái ghế công cộng, thì nó thuộc sở hữu chung chứ không phải là không có sở hữu. Phân biệt dùm sư hai cái sự kiện này. Rồi cái thứ hai là biết rõ cái đó là vật có chủ. Tại vì trong trường hợp như vậy nè, thí dụ như mình làm rơi, mình đi ra ngoài đường, mình thấy cái tờ 20 ngàn. Sư nói nó kỳ, sư đi khất thực đôi khi sư thấy tiền rơi ở ngoài đường á. Nhưng mà tờ nhỏ thôi, tờ mấy ngàn, mấy tờ tiền giấy 5 ngàn, 2 ngàn, có khi lớn nhất là sư thấy tờ 20 ngàn. Người ta đi tới đi lui không ai lượm hết trơn á. Thì trong trường hợp đó thí dụ như một người nào đó đi ngang ba thấy rồi lượm, nghĩ là người ta bỏ rồi thì lấy lên ha. Nhưng mà nếu như rớt cái tờ 500 ngàn, xin thưa sư không thấy ai rớt hết trơn á. Nhưng mà nếu như mà có người rớt, mình biết chắc là cái này người ta không, chắc chắn phải có chủ, người ta không có bỏ. Đi dọc đường mà lỡ rớt 10 ngàn, đang đi xe lỡ rớt 10 ngàn, 20 ngàn, có khi mình bỏ luôn. Đó thành vật vô chủ. Nhưng mình rớt là 500 ngàn, dám dừng xe lại lấy lắm à. Đúng không? Thì trong trường hợp đó, đây là trong trường hợp này nè, là mình biết cái thứ này có chủ hay là không. Nhưng mà nếu như ha, mình thấy tờ 20 ngàn, mình nghĩ là đường xe tới đi lui chắc có lẽ người ta bỏ rồi, mình lượm lên. Nhưng mà sau khi mình lượm lên á, mình thấy một cái đứa bé nó chạy xe đạp qua, nó giáo giác nó tìm. Mình nghĩ là chắc nó tìm tờ 20 ngàn này. Mà nếu như mình không hỏi nó, để mình biết chắc, để mình nếu như có thì mình trả, mà mình giấu mình bỏ luôn trong túi, khi đó mình phạm giới trộm cắp. Cái trường hợp này ở Mỹ, ở Mỹ họ làm cái gọi là cái trắc nghiệm, làm rớt cái tờ 5 đô thôi, tờ 5 đô, tờ 1 đô, tờ 2 đô, người ta đi ngang qua nhiều người, họ lượm họ bỏ túi luôn à. Cái thứ ba là ý muốn trộm cắp. Cái này rất quan trọng nha. Tại vì nhiều trường hợp á, như trường hợp ngày Ananda, ngài thấy bà Visakha, bà để quên cái đồ trang sức của bà đó, bà để quên ở một góc chùa, thì ngài mới đem cái đồ trang sức đó, ngài đem cất. Để chừng nào mà bà quay lại bà hỏi á, thì ngài trả. Trong trường hợp đó, ngài Ananda không phạm giới trộm cắp do ngài không có ý muốn lấy, mà ngài chỉ có ý là đem qua một bên để giữ gìn thôi, chứ ngài không có ý muốn trộm cắp nha.
Cái thứ tư là cố gắng trộm cắp, là cố ra sức. Thì tức là mình có sự nỗ lực, mình ra sức, tự mình làm hay kêu người khác làm thì nó đều rơi vào cái này. Cái cố ra sức này nó còn ở cái chỗ như vậy nữa nè. Mình giấu, tức là thí dụ như mình thấy cái tờ 500.000, người ta đi xe, người ta làm rơi, người ta rớt, gió thổi nó cuốn xuống dưới chỗ, cái chỗ khuất, mình thấy chỗ khuất đó, rồi mình thấy người ta xuống xe, người ta đi tìm, tìm hoài, mình biết, nhưng mà mình im, mình chờ. Ta hỏi mình không trả lời, chờ người ta tìm hoài, trễ giờ rồi người ta đành ngậm ngùi người ta đi, mình lượm cái tờ ta lên là mình dính với trộm cắp liền. Rồi cái thứ năm là cái của gọi là mình đã lấy được. Thì cái đã lấy được này á, được định nghĩa là chỉ cần nó lệch khỏi vị trí bằng một sợi tóc thì đã tính là lấy được. Ví dụ một người để cái điện thoại trên bàn, mình có ý muốn trộm cắp, mình cầm lên vừa nhích một cái, nhích một chút xíu thôi, thấy nó quay lại, bỏ ra, đã phạm giới trộm cắp. Do đâu cái vật á, nó nhích một sợi tóc là đã dính, đã phạm giới trộm cắp rồi nha. Ở đây nhớ giùm, không nói đến chuyện mình có trả lại hay là không nha, mà chỉ cần là mình nhích nó ra là đã phạm giới trộm cắp ngay thời điểm đó. Thì trong những cái làm á, thì như sư nói, một là tự mình làm nè, hai á, là mình di chuyển khỏi vị trí, ba là mình che giấu, mình phủ nhận, mình che giấu. Rồi trong cái trường hợp mà mình sai bảo người khác làm á, thì nó y chang như là cái giới không có sát sanh á. Nhưng nó khác ở cái chỗ này. Ví dụ như ông chồng, xin nhắc lại cho quý vị nhớ nha, ông chồng kêu bà vợ giết con gà, bà vợ không giết con gà, bà vợ đi giết con vịt, thì trường hợp đó bà vợ phạm giới sát sanh, ông chồng không phạm giới sát sanh. Nhưng nếu như ông chồng kêu bà vợ trộm con gà, bà vợ không trộm con gà mà đi trộm con vịt đem về, ông chồng đồng ý, thì ông chồng phạm giới trộm cắp. Đây là cái điểm khác biệt. Rồi trong cái trường hợp mà trốn thuế, nhớ nha, trốn thuế thì cũng là phạm giới trộm cắp nha. Thành ra ai mà mở công ty đi làm thì nhớ giùm sư cái này ha, lưu ý. Trong cái này nó còn dính tới một chuyện nữa là cái hàng sách tay. Trong luật có nói không phải bây giờ mới có hàng sách tay. Ở trong luật á, là thí dụ như cái người mà thương gia mà đem đồ qua biên giới, qua cửa khẩu á, thì sẽ phải đóng thuế. Nhưng mà bây giờ ông thương gia đưa cho ông sư sách tay qua, thì trong trường hợp đó cái mặt hàng đó đó không đóng thuế, nhưng mà phạm cái giới trộm cắp. Và vị tỳ kheo nếu như mà tiếp tay cho cái đó là phạm tội bất cộng chủ. Chính bởi vì như vậy á, là mình cẩn trọng cái vụ này. Rồi đương nhiên cái chuyện bán thiếu nè, bán thiếu thì chắc chắn là phạm giới trộm cắp rồi ha. Rồi bán đồ giả thì cũng phạm giới trộm cắp. Do đâu? Người ta mua là ta mua sản phẩm với cái chất lượng này mà mình đem bán với chất lượng khác, thì như vậy mình cũng phạm vào cái giới này. Rồi buôn lậu thì đương nhiên khỏi nói rồi. Ngoài ra đó còn có cái chuyện là cái chuyện thư kiện. Thí dụ như mình lợi dụng pháp luật đi, mình lợi dụng kẻ hở, mình thư kiện như thế nào đó mà người ta nản lòng, người ta bỏ kiện, người ta bỏ cuộc, rồi mình lấy cái tài sản của người ta, thì trong trường hợp đó mình phạm giới trộm cắp. Thành ra là một vị tỷ kheo trong luật á, là không có thư kiện. Rồi còn một trường hợp khác nữa, nó tương đối nhạy cảm như vậy nè. Ví dụ như con mèo á,
nó chui vô trong bếp, nó ăn cắp con cá. Thì khi thời điểm nó ăn cắp con cá, lúc bây giờ con cá đố quý vị, nó thuộc tài sản của ai? Thuộc tài sản của con mèo. Tại vì con mèo nó đã ăn cắp rồi, thì lúc bây giờ con cá thuộc tài sản của con mèo. Mà nếu như nó chạy ngang qua thằng nhóc và nó lấy cây cây nó chọi, rồi nó lấy con cá nó vô nó làm nó ăn, thì thằng nhóc lại phạm cái tội trộm cắp do trộm con cá của con mèo. Đó, lưu ý giùm sư cái chỗ này. Cho nên là khi mà mình có đôi khi như vậy nè, là nó trộm là mình phải, nó phải trả lại. Chứ nó không trả lại mà mình giật á, là mình giật đồ của nó. Nó trả lại thì được. Thật ra lưu ý cái vụ này nha. Còn một trường hợp nữa là trường hợp xá lợi của Phật. Thì xá lợi của Phật á, lại là một cái vấn đề đặc biệt, do xá lợi Phật không thuộc sở hữu của ai. Cho nên á, là nó mới có cái trường hợp là cái vị xin lỗi, quên cái vị đạo sĩ Bà La Môn như là Chun Đá Bà La Môn mà cái đông cái xá lợi của Phật á, thì vị này khi mà giấu cái xá lợi ở trong cái búi tóc á, để đem về thờ, lúc bây giờ vua trời Đế Thích biết là cái vị Bà La Môn Đô Ná, Bà La Môn Đô Ná này không có khả năng thờ cái viên xá lợi đúng với, tương xứng với cái vị thế của Đức Thế Tôn, cho nên là mới thỉnh cái viên xá lợi trong búi tóc của Bà La Môn Đô Ná thỉnh lên trên trời thờ. Và Bà La Môn Đô Ná là một vị thánh tam quả, còn vua trời Đế Thích là một vị thánh sơ quả. Cho nên có một sự kiện là vị thánh sơ quả lấy đồ trong búi tóc của một vị thánh tam quả. Nhưng mà do xá lợi Phật thì không thuộc sở hữu của ai. Cho nên trong vấn đề này á, thì vua trời Đế Thích không có phạm giới. Rồi sư hỏi quý vị nè, kinh để ở trên kệ như vậy nè, bây giờ mình lấy có phạm tội trộm cắp không? Tại vì bây giờ kinh đâu có thuộc sở hữu của ai. Nếu nói người thuộc sở hữu là Đức Phật chứ. Đức Phật là người sở hữu. Mà bây giờ mình lấy, rồi mình có phạm tội trộm cắp không? Như thế này, kinh thì đương nhiên mình được quyền đọc. Nhưng mà cái giấy để in kinh á, người ta bỏ tiền. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Cho nên mình lấy là mình phạm tội trộm cắp. Rồi cái quả báo thì đương nhiên đầu tiên là mình đi địa ngục ha. Phạm tội trộm cắp thì chắc chắn đi địa ngục. Sau khi đi địa ngục lên cái kiếp nào làm người á, thì mình sẽ chịu những cái quả báo sau đây. Thứ nhất là mình sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu. Và cái thứ hai á, là mình không có được một cái tài sản quý. Hoặc á, là nếu nếu có thì cũng không phải là của mình, thường là đồ xài chung. Ví dụ như mình người ta cho mình mượn, hoặc là cái đồ này mình không có quyền quyết định. Có không? Có. Ví dụ như mẹ mua cho mình cái xe, thì xe đó mình được xài, được đi, được bảo quản, không được bán. Rõ ràng mình không toàn quyền quyết định với tài sản đó. Nhiều món cũng vậy, toàn đồ xài chung không à. Nhìn thấy mình xài đồ xịn á, nhưng toàn đồ xài chung. Thì đó là một cái kiểu quả báo. Tài sản của mình á, nó không được lâu dài. Nhớ giùm sư,
Mình bố thí thì mình có tài sản, nhưng mình không giữ giới, mình không giữ được tài sản. Có nhiều người họ có tiền, họ giàu, nhưng mà rồi do biến động kinh tế nè, biến động xã hội nè, biến động tự nhiên nè, họ phá sản. Tài sản họ không giữ được, tài sản họ không có lâu dài. Thì đó là do cái quả báo do mình phạm cái giới này. Rồi cái người mà phạm cái giới này đó thì rất thường xuyên nghe cái chữ không có. Ví dụ không có tiền, không có đồ, muốn cái gì cũng không có. Còn cái người có phước á, thì mà hoặc là họ giữ cái giới này á, nó lạ nhìn. Thí dụ như họ nghĩ bây giờ, thí dụ như nhìn ở trong kho, giờ trong kho thôi, giờ trong kho thì nói kỳ, bây giờ họ nghĩ nay thèm ăn bánh, thèm ăn cái bánh bao đi. Bây giờ không có bánh bao đúng không? Nhưng mà giờ họ thèm thì sao giờ? Một là họ có tiền để họ tự họ mua. Hai là tự nhiên có người cho. Thí dụ như nhiều người á, họ đi học, tự nhiên là có người cho tiền đi học. Họ muốn đi khám bệnh, có người cho tiền họ đi khám bệnh. Thì đó là do cái phước của mình giữ giới. Còn khi mà mình không giữ cái giới này á, cần ăn không có cái để mà ăn, rồi cần khám bệnh không có tiền để khám bệnh, cần đi xe không có xe để mà đi, hoặc là không có tiền để đi xe, hoặc không có xăng để mà đổ. Đó. Thì đó là rơi vào cái này. Họ sẽ không thể chứng đắc được thánh quả. Cái này nó hơi lạ ha. Nhưng mà trong chú giải nói như thế, cái người phạm tội trộm cắp họ không thể chứng đắc thánh quả, và họ sống không được an lạc. Quý vị đừng sư quay lại cái chi phần mà hay bị mất mát tài sản, đừng có coi thường. Nó giống như là một cái thùng nước mà nó bị thủng, mình đổ bao nhiêu nước nó cũng chảy ra cho bằng hết. Cho nên quý vị làm phước cho cố mà quý vị không giữ giới là bao nhiêu tiền nó cũng trôi hết. Để ý coi, gần đây có mấy vụ người ta tài sản cả ngàn tỷ trôi đi là trôi đi, thì không nói năng tiếng nào hết trơn, mất là mất. Mà do đâu họ có cái phước mà tài sản ngàn tỷ? Không phải đơn giản, do họ từng bố thí. Người không bố thí không có tài sản, do họ từng bố thí. Nhưng mà do đâu mà tài sản họ bị biến mất? Do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng một cái nghiệp mà khiến cho tài sản mình bị mất đó là không giữ cái giới này. Thành ra nha, muốn có tiền mà muốn giữ được tiền á, thì mình phải giữ giới. Ai có tiền cũng muốn gửi ngân hàng để đảm bảo, có tiền cũng muốn bỏ cho két sắt, có nhà thì mua ổ khóa để chống trộm. Mà mình có phước, mình không lấy giới thì mình giữ phước là lỗi của mình nha. Nói về tội nặng, tội nhẹ thì thứ nhất là tính về giá trị của tài sản. Tài sản càng lớn thì tội càng nặng. Cái thứ hai là tính là cái tài sản đó đó, nó liên quan đến cá nhân hay là nhiều người. Xin lấy ví dụ, bây giờ mình trộm cái điện thoại của sư đi, đây là cá nhân, thì tội nó sẽ nhẹ hơn là cái điện thoại này ví dụ để chùa xài chung, chư tăng xài chung, để đó mình chơi mình vớt cái là tội nó ngập đầu. Đồ xài chung tội nặng hơn nha. Cho nên á, tránh những cái gọi là tài sản công cộng. Tại vì tài sản công cộng là thuộc tài sản chung, mà tài sản chung mà mình lấy tội nó nặng hơn tài sản riêng. Tiếp theo là
cái đối tượng mà mình phạm á có giới đức hay là không. Cái chuyện này rất đơn giản. Quý vị trộm điện thoại của một cái thằng ăn mày, đương nhiên tội nó sẽ khác cái chuyện mình trộm điện thoại của ông chủ tịch tỉnh, đúng không? Nó khác. Cái chuyện mà này cũng vậy đó, mình cái giới đức của mỗi người nó sẽ quyết định cái chuyện là cái tội mình nó nặng hay nó nhẹ. Cho nên đừng có nhìn cái chùa coi như tài sản hớ hên chứ mình đụng vô tội nó ngập đầu. Trộm đồ ở ngoài á chưa biết tội nặng bao nhiêu, chứ còn trộm đồ tam bảo là tội là đi hoài không thấy đường ra nha. Rồi chúng ta qua đến cái giới tiếp theo là cái giới không tà dâm. Trong chi pháp này á thì chúng ta có bốn cái chi pháp. Chà, đây có con nít ha, giờ nó không biết sao đây. Một là đối tượng á là người có chủ, phụ nữ sư tạm gọi là đối tượng là phụ nữ không được quan hệ tính dục, nói như vậy đi cho dễ hiểu. Cái thứ hai là tâm ham muốn làm chuyện đó. Cái thứ ba là sự cố gắng hành dâm. Và cái thứ tư là đã thực hiện được. Rồi bây giờ sẽ phân tích về bốn cái chi phần này. Đầu tiên á, cái đối tượng là không được quan hệ. Một là họ có chủ, thí dụ như còn có cha mẹ nè, cha mẹ quản lý. Quản lý ở đây nghĩa là sao? Con phải làm cái này, con không được làm cái kia, thì đó là quản lý. Tức là người con mà còn nằm trong sự quản lý của cha mẹ là thuộc cái chi phần đầu. Cái thứ hai là có chồng. Tuy nhiên khi mà hai người kết hôn với nhau á, theo luật nha, chúng ta thuộc quyền sở hữu của nhau. Tức là người vợ thuộc quyền sở hữu của người chồng, và người chồng thuộc quyền sở hữu của người vợ. Rồi cái thứ ba là được nhà nước bảo vệ. Ví dụ như pháp luật quy định, pháp luật Việt Nam quy định phụ nữ mà dưới 16 tuổi thì không được làm chuyện đó. Thì trong trường hợp đó là pháp luật bảo hộ tất cả người phụ nữ dưới 16 tuổi. Trên 16 tuổi là cá nhân người đó quyết định, pháp luật không tính nữa. Rồi để coi. Cái chuyện mà thuộc sở hữu nó như vậy nè. Ví dụ như hai nước chiến tranh nha, hai nước chiến tranh. Bây giờ người lính á bắt, khi mà tấn công một ngôi làng, bắt người phụ nữ của ngôi làng đó bắt làm vợ của mình, thì trong trường hợp đó dù người phụ nữ không muốn thì người phụ nữ đó cũng thuộc sở hữu của người chồng. Thì đương nhiên cái chuyện mà giải quyết như thế nào thì tính tiếp. Bây giờ sư đang nói về cái chi phần nha. Tại vì trong cái số người vợ thì có những dạng như là người vợ là thuộc tài sản do chiến tranh có, hoặc là trong tác phẩm là vợ nhặt của Nam Cao á, ra đường nhặt được cô vợ, thì trong trường hợp đó thì cũng được tính là đã là vợ chồng. Chứ mình không nói là không có tính theo pháp luật Việt Nam là cái kiểu là chờ chừng nào ra đăng ký giấy kết hôn. Thì đây là cái trường hợp của Việt Nam. Nhưng mà ở trong luật thời Đức Phật, cái chi phần đầu tiên nó là như vậy đó. Trừ trường hợp và cha mẹ gọi là không có quản lý con cái nữa. Thí dụ như ở Mỹ hoặc một số nước họ quy định cha mẹ là tới 18 tuổi là không có quản con cái nữa. Con cái nó muốn làm cái gì là chuyện của nó, nó toàn quyền với cơ thể của nó. Thì trong trường hợp đó thì người phụ nữ không có rơi vào cái chi phần đầu tiên, tức là
có chủ sở hữu hoặc là có cái đối tượng quản lý. Rồi cái thứ hai là tâm ham muốn, cái thứ ba là sự cố gắng. Hai cái này thì nó đơn giản rồi. Nhưng mà cái tâm ham muốn là như vậy nè, nói thế nào để nó tránh một số trường hợp nhạy cảm, giờ có con nít nó kỳ quá. Trong một số trường hợp mà mình rơi vào trường hợp là mình bị vũ lực để mình rơi vào cái thế, thì trong trường hợp đó nếu như mình giữ cái tâm của mình là mình không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mà mình bất lực, mình không có phản kháng được, thì trong trường hợp đó mình giữ cái tâm của mình thôi. Mình giữ cái tâm của mình thôi, là khi đó mình không hề mong muốn chuyện này xảy ra. Giữ tâm đó trong từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối, thì trong trường hợp đó mình sẽ không có cái chi phần này. Còn nếu như trong bất kỳ giai đoạn nào mà mình nói thôi kệ và chống cự không được, thôi hưởng thụ đi, thì khi đó là mình phạm vào cái chi phần này nha. Cái này phải lưu ý, đặc biệt là người tu. Trong giới tu sĩ là đặc biệt là cái chi phần, là cái tâm này nè, là phải cẩn trọng nhất. Nó giống như khi mà sư đi khám bệnh, có nhiều khi bác sĩ là người nữ hoặc y tá là người nữ. Quý vị biết là khi đó ông sư hoặc ông thầy thì phải luôn luôn phòng hộ tâm của mình. Tại vì nếu như tâm của mình mà để cho ái nhiễm nó khởi lên, ngay tích tắc phạm tăng tàng. Thí dụ như y tá đang tiêm kim ha, hoặc là đang nói chung là đang khám chữa bệnh mình bình thường á, mà nếu như mình mà chỉ cần cái tâm của mình á nó nhích một cái thôi là phạm tăng tàng ngay. Thì cái sự kiện này cũng y chang như vậy, mình phải phòng hộ tâm của mình trong tất cả giai đoạn, từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối, phòng hộ tâm của mình, cẩn trọng với chuyện này. Mà sư nhớ là sư đã chia sẻ rồi, trong trường hợp đó thì trong trường hợp của sư đi, thì sư làm cái gì? Sư không dám nói sư tu hành cái gì cao siêu, mà sư chỉ dựa vô cái trường hợp của kinh tạng để sư xài thôi. Đó là sư quán tưởng Ma Vương ngồi kế bên. Ma Vương đang nhìn, đang đọc tâm của mình, đang đọc tâm của sư, đang đọc tâm. Mi thử mà mi khởi lòng dục, rồi coi rồi mi sẽ thấy ta là ai. Thì khi đó Ma Vương đang ngồi kế bên nè. Thì cái cô này lúc bây giờ là cổ không có quan trọng đó, Ma Vương đang ngồi kế bên, đang ngó mình nè. Đó là cách xử lý của sư. Dựa vào đâu để mà sư xài cái này? Là dựa vào một cái tình huống là khi mà Đức Thế Tôn ngài tu khổ hạnh trong rừng già đó, Ma Vương xuất hiện và Ma Vương nói chỉ cần mà ông á có ba cái tâm, tức là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì ông sẽ biết ta là ai. Và trong suốt 6 năm như thế, Ma Vương luôn luôn trông chừng cái tâm của Bồ Tát. Chỉ cần Bồ Tát nhích một tí xíu thôi là Ma Vương sẽ hại ngài liền. Đó, thì sư áp dụng cái đoạn kinh đó trong trường hợp của mình. Đương nhiên với vị khác thì vị đó có những cách khác, nhưng mà với sư thì sư xài cách này, sẵn sư chia sẻ thôi. Sư không dám nói mình có tu hành gì hết ha. Rồi cái thứ ba là cái sự cố gắng làm. Thì quý vị biết rồi ha, cái sự cố gắng làm này lớn hết rồi, thì từ A cho tới Y, cái Z chưa tới, từ A tới Y thôi. Thì đây là sự cố gắng. Rồi cái thứ tư này nè, là cái mà sư cái đoạn này họ nói là cái tâm thỏa thích, nhưng mà sư không đồng ý. Tại vì ở trong cái từ Bali là mắc ghê ná, mắc gá, pati pati, athi hoa xăng, nam căng
và nữ căn. Nó là quý vị hiểu ha, nam căn và nữ căn nó đi vào nhau, chỉ cần bằng một hạt mè là đã tính phạm cái chi phần thứ năm này rồi, chứ không cần là mình phải thích hay không thích. Cái thích hay không thích là nó nằm ở cái phần mà cái tâm ham muốn, chứ còn nói cái người tâm ham muốn mà đụng diện lãnh cảm thì sẽ không tin. Cho nên cái chi phần thứ năm này á, là hai cái đó đó, nó chỉ cần đi vào nhau bằng một hạt mè là đã tính là dính vô chi phần thứ năm này rồi. Cho nên là mình cẩn trọng, cẩn trọng. Nó lại như thế này nữa nè, cái mắt ghê ná, mắt ghê ná, mắt gá bati bati, là nó không đơn giản chỉ là cái chỗ đó của người phụ nữ, mà tất cả các khiếu huyệt nói chung. Nghĩa là trên con người mình có bao nhiêu cái con đường đều dính hết. Ví dụ tự suy nghĩ, tại nó kẹt cái đây con nít nữa. Bây giờ sư nói một vài trường hợp ha. Một là trường hợp mà lén lút yêu thương thì trong trường hợp này á, người thì bây giờ ở trong đây nói như thế nào thì sư nói như thế đó thôi. Nhưng mà sư cá nhân sư thì sư không đồng ý lắm. Là như thế này, là nếu như trong trường hợp lén lút yêu thương thì người nam phạm giới mà người nữ không phạm giới. Sư nghĩ oan quá, gì đâu mà nam phạm nữ không phạm, bình đẳng ở đâu. Nhưng mà như vậy, ở trong đây á, nói là do người phụ nữ á, thì họ có một số quyền tự chủ nhất định đối với cơ thể của họ, cho nên trong trường hợp đó thì chỉ có người nam phạm thôi chứ người nữ không phạm. Rồi cái thứ hai là trường hợp ngoại tình, thì đây là tính luôn cả nam lẫn nữ. Thí dụ như người nam đã có vợ, dù là ly thân nha, vợ chồng ngay cả ly thân nhưng mà chưa ly hôn thì đều tính là vẫn còn có gia đình nha, vẫn còn có vợ chồng. Nếu như mà người mình đi với người khác thì trong trường hợp đó là mình phạm giới. Chứ đừng có nghĩ là mình ly thân rồi là mình tôi tự do. Sai, ly hôn mới tính nha, ly thân chưa tính. Thời Đức Phật á, thì một ông lấy được nhiều bà, thì thời nay thì một số ông thì cũng có vợ bé. Nhưng mặc dù pháp luật không công nhận mà nhiều ông họ vẫn có. Thì trong một số trường hợp nó như thế này nè, khi mà đi lấy bà nữa thì phải được sự đồng ý của bà lớn. Tức là lấy, muốn lấy bà nhỏ phải được sự đồng ý của bà lớn. Bà lớn không đồng ý là không được lấy, mà bà lớn đồng ý thì mình lấy bà nhỏ, lúc đó không phạm giới tà dâm. Ngay cả cái chuyện nó hơi nhạy cảm là anh chồng á, anh đi nhậu rồi anh muốn đi tăng 2, tăng 3. Trong trường hợp bà vợ bà cho phép thì anh chồng ảnh không phạm giới. Nhưng nếu bà vợ bà không cho phép là ông chồng ổng phạm giới. Quý vị nghe nó kỳ chứ sư biết một số bà nói với ông chồng vậy nè: ông đi đâu đi, ông đừng có, một, ông đừng có đem bệnh về nhà, hai, ông đừng có đem con nhỏ khác về nhà. Thì ông ra ngoài ông xa đó tôi không quan tâm. Có những bà như vậy. Thì trong trường hợp đó tức là bà vợ cho phép. Sư đang suy tư cái trường hợp là cái trường hợp đồng tính. Trong trường hợp đồng tính thì nó lại là như thế này: nếu như mà đồng tính hai phụ nữ với nhau á, thì do không thể nào mà hai không có cái gì để mà đưa vào nhau, thì trong trường hợp đó thì lại thiếu cái chi phần thứ năm, cho nên là không có phạm giới được. Nhưng mà đồng tính mà nó có một cái gì đó thì nó lại phạm giới, phạm giới tà dâm. Rồi sẵn rồi sư nói luôn còn một cái phần nữa, đó là cái chuyện mà
nó kỳ, phải nói là ông sư mình nhiều từ, nhiều sự tư ngại. Sư ngại nói ví dụ như mình dùng tay, dùng tay để mình giải quyết á, gọi là tự xử á, thì trong trường hợp đó không phạm giới tà dâm. Tại vì câu lại dùm sư cái chi phần, câu lại dùm sư cái chi phần, năm chi phần, nó phải có một đối tượng khác. Nói nó hơi kỳ nhưng mà đối tượng đó dù là người hay thú thì cũng phải có một đối tượng khác. Còn tự một tự ta với ta thì không có đối tượng khác. Chính bởi vì như vậy nó không phạm giới tà dâm. Nói theo luật là mình phải chơi cho nó rõ ràng năm cái chi phần nha, xét năm chi phần. Thành ra là nó không có phạm giới tà dâm. Tuy nhiên sư nói bao nhiêu lần, có ai nhắc lại giùm sư được không? Đúng rồi. Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Thành ra làm ơn làm phước, có những cái sư nói không phạm giới không có nghĩa là sư khuyên làm nghe. Nhiều người lạ lắm, sư nói không phạm giới là họ nói à vậy chắc tôi làm được. Đối với sư xét về cái giới tỳ kheo đi, để cho quý vị biết là cái tính gọi là cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong giới tỳ kheo á, khi một vị tỳ kheo mà quan hệ phát sinh cái sự quan hệ á, thì là đức giới tỳ kheo giống như là một người bị chặt đầu đã chết rồi, họ không thể sống lại được. Nhưng mà một vị tỳ kheo mà phạm vào cái giới mà tự xử á, thì vị đó phạm tội tăng tàn, tức là gần chết chứ chưa chết, nhưng mà cũng là gần chết, hấp hối rồi, không cứu là chết, nhưng mà còn cứu được. Nói như vậy để quý vị biết là nó chỉ thấp hơn một cấp bậc thôi nha, chứ không phải là mình coi thường. Cái này thì trong giới tỳ kheo nó rõ, quy định rõ hơn. Còn giới cư sĩ thì thôi, sư nói nhiều về vấn đề này rồi, rảnh thì coi clip ha, chứ bây giờ đông người quá sư nói nó cũng kỳ. Nói về cái chuyện mà nặng nhẹ là cái đối tượng á, có giới hay là không có giới. Nếu mà mình phạm cái giới này với cái người có giới á, thì tội nó nặng, còn cái người không có giới á, thì tội nó nhẹ hơn. Còn cái thứ hai á, là mình xét coi là hai người là có đồng thuận hay là không. Nếu đồng thuận thì tội nó sẽ nhẹ hơn là không đồng thuận ha. Còn cái thánh nhân thì thôi, nó quá nặng khỏi nói. Như trong trường hợp bà Upalawana đó, thì cái chàng thanh niên Nanda mà khi phạm cái lỗi này với bà, khi mà thanh niên này vừa đi khuất là ngay lập tức mặt đất rút và thanh niên này rớt xuống địa ngục A Tỳ. Mặt đất có thể chứa được phân nước tiểu, có thể chứa được tất cả mọi loài rác rưởi ở thế gian, nhưng không chứa nổi một người phạm giới với một vị thánh nhân. Rồi, hôm nay chúng ta học tới đây ha. Có một vị gửi lên đây nói là thư sư, xin sư thấp sắp xếp một thời lượng giảng về giới cấm thủ ạ. Con cảm ơn sư. Bạn đặt câu hỏi này á, là bạn không có đi học ở bên lớp Trung Bộ đúng không? Tại vì ở bên lớp Trung Bộ sư có nói về giới cấm thủ rồi. Sư nói ở cái buổi Trung Bộ bài số 1 á, khi mà sư nói về ở trong đó sư phân tích thì sư có nói qua về giới cấm thủ ha. Cho nên là để quý vị cũng có thể là mình học Trung Bộ, mình mở ra cái bài kinh số 1 mình lắng nghe đó, rồi mình nghe thì sẽ có một cái đoạn sư nói rõ về giới cấm thủ, thế nào là giới cấm thủ. Hoặc là quý vị có thể xem trên YouTube của sư á,
các cái câu trả lời vấn đáp thì sư cũng có vấn đáp về thế nào là giới cấm thủ, sư có vấn đáp rồi. Và có ai có câu hỏi gì không? Mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nhân Trí, con xin kính chào thầy, chào các chư tăng và tất cả các bạn đồng học ở đây. Con có một câu hỏi là mấy hôm nay trong mùa lễ Giờ Nghi thì có cái nghi thức gọi là nhiễu Phật. Thì cái thắc mắc này con lâu rồi, là chúng ta đi nhiễu Phật theo chiều kim đồng hồ, thì nhưng mà không theo con được biết thì chúng ta không đi theo chiều ngược lại. Thì thắc mắc của con là không phải là cái ý nghĩa của cái việc nhiễu Phật, mà là tại sao lại bắt buộc phải đi theo chiều kim đồng hồ mà đi theo ngược chiều kim đồng hồ lại không được phép bắt buộc như vậy, thưa thầy. Dạ, xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, cái việc này thì không riêng cái việc là nhiễu Phật vào mùa dân y, mà trong tất cả các dịp nhiễu Phật cũng vậy, hoặc là mình đi bất cứ đâu cũng vậy. Lúc nào á, theo cái thông lệ thì mình đều hướng cái vai phải về phía Phật, mình không có hướng vai trái về phía Phật. Do đâu? Do theo truyền thống khi mà Phật còn tại thế á, thì xã hội thời bấy giờ á, việc hướng vai phải về một người là thể hiện cái sự tôn kính với người đó. Còn khi mà mình muốn khinh bỉ một ai đó thì mình hướng vai trái về phía họ. Cho nên là truyền thống nó từ đó cho tới bây giờ thì mình vẫn giữ. Ngoài ra đó, nó còn một cái nữa, đó là khi mà mình tôn trọng một người nào đó đó, mình không đưa bàn chân của mình về phía người đó. Điều này có được nhắc đến ở trong tạng luật liên quan đến cái giới uống rượu. Đó. Thì đây là cái thông lệ ở thời Đức Phật thôi. Thì bây giờ nếu như mình vẫn giữ thì mình nên tránh, mình đưa cái bàn chân về phía cái vị mình tôn kính. Tuy nhiên những cái người ở phương Tây họ không có cái truyền thống đó, và họ cũng không biết về chuyện đó, thì đối với họ thì cũng không vấn đề gì, tại vì họ không biết cái đó và họ cũng không có học hành, không có hiểu cái gì về vấn đề đó hết. Cho nên có nhiều cái khi chúng ta tiếp xúc với nhiều nền văn hóa chúng ta có thể thông cảm. Ví dụ như có nền văn hóa đó, chúng ta đưa tay lên năm ngón chúng ta chào thì đó là bình thường. Nhưng có nền văn hóa chúng ta đưa tay năm ngón là có nghĩa là chúng ta chửi họ. Thì đó là cái quy định của những cái nền văn hóa khác nhau thôi. Nó là cái nhân, gọi là cái chế định của thế gian là như thế. Ngoài ra đó, còn một cái vấn đề nữa là như vậy nè. Nhiều nơi á, thì giữ một cái quan điểm là mình không có nên đưa lưng về phía Phật. Thì cái này cũng đúng thôi. Tại vì thường á, khi mà một vị nào đó đứng dậy đi thì vị đó thường sẽ nhiễu quanh Phật, tức là hướng cái vai phải về phía Phật á, rồi nhiễu quanh, rồi mình đi ra ngoài. Quý vị để ý những cái chùa, một số chùa như là chùa ở Campuchia đó, sư không biết chùa ở Thái Lan như thế nào, nhưng mà chùa ở Campuchia thì họ sẽ không có để cửa chính chánh điện này đâu, mà họ chỉ để cửa hai bên thôi. Để chi? Để mình đi á, là mình đi vào là một phía mà đi ra một phía, là mình sẽ không bao giờ đưa cái lưng về phía Phật, tượng Phật hết. Đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ nó kẹt như vậy nè, là ở chùa á, đâu phải chỉ có một tượng Phật, mà tượng Phật cũng không phải chỉ có ở một hướng, tượng Phật ở cả bốn hướng. Rồi bây giờ thí dụ mà mình đưa vai phải về phía Phật thì rồi vai trái ở cái tượng Phật khác, mình đưa mặt về phía tượng Phật này thì cái lưng mình ở tượng Phật khác, tính như thế nào? Thì trong trường hợp đó mình tính với cái tượng nào mà mình chủ ý.
Thí dụ như mình đang chủ ý là cái tượng Phật ở chánh điện thì mình chỉ tính cái tượng Phật chánh điện thôi, còn xung quanh thì mình không tác ý đến. Nó tương tự như trường hợp á, khi mà người cư sĩ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì xung quanh cũng có ngồi các vị A-la-hán. Thì đương nhiên khi mà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì mặt hướng Thế Tôn, mình lưng mình hướng các vị A-la-hán. Điều đó không có nghĩa là mình coi thường các vị đó, mà chỉ đơn giản khi đó mình đang tập trung vào Đức Phật thôi. Cho nên xin nói sơ về cái giới cấm thủ để cho cái vị hỏi được thỏa mãn, khỏi phải đi đâu để chờ tìm hiểu ha. Giới cấm thủ ở trong Pali và cả trong chú giải thì có nói như thế này. Một là những cái quy định vốn dĩ nó không đưa đến sự thanh tịnh, vốn dĩ nó không đi đến sự giải thoát, mà mình cho rằng duy trì những điều học này, những điều luật này, nó sẽ đi đến sự thanh tịnh, đi đến sự giải thoát, thì đó là giới cấm thủ. Ví dụ như có những người họ nhịn ăn một ngày, nhịn ăn hai ngày, nhịn ăn ba ngày, nhịn ăn bảy ngày, và họ duy trì cái điều học này với suy nghĩ làm như vậy tôi sẽ được thanh tịnh. Nhưng thực tế điều đó không làm cho họ thanh tịnh, mà họ vẫn tiếp tục duy trì cái hạnh đó, thì đó là giới cấm thủ. Hoặc có những người họ giữ cái hạnh họ chỉ ăn trái cây, họ không ăn đồ người khác dân cúng, và họ cho rằng đó, cái sự nuôi mạng như thế là thanh tịnh, nó đi đến sự thanh tịnh. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Mà nếu như họ vẫn duy trì cái suy nghĩ đó, duy trì quan điểm đó, duy trì sự thực hành đó, thì đó là giới cấm thủ. Cho nên cách tốt nhất là mình thực hành theo những giới luật do Đức Thế Tôn đề ra, chứ không thực hành theo bất kỳ giới luật nào do người khác ngoài Đức Thế Tôn đề ra. Nói nó hơi kỳ, ngay cả thầy tổ của mình mà đưa ra một cái điều học, một cái điều luật nào đó mà nó nghịch với lời dạy của Đức Thế Tôn thì mình cũng phải xét lại. Đừng có nghĩ là cái giới luật của Thế Tôn là lỗi thời. Xin thưa, không phải lỗi thời. Tại vì nếu mình nói cái giới luật của Thế Tôn mà lỗi thời á, là mình đồng ý một chuyện, là cái giới luật của Đức Thế Tôn đề ra không hoàn mỹ. Mà nếu như cái giới luật Thế Tôn đề ra không hoàn mỹ thì có phải lúc đó mình đang nói Thế Tôn là một người không hoàn mỹ? Cho nên hãy cẩn trọng với cái điều đó. Cái thứ hai là sự giữ giới của mình á, nó đi đến cái chỗ là mình ngã mạn, mình tự hào, mình tự kiêu, kiêu căng ngạo mạn về cái chuyện mình giữ giới. Từ đó đi đến việc khen mình, chê người, thì đó là giới cấm thủ. Cho nên có hai sự kiện quý vị nên nhớ. Một là người không thực hành theo giới luật do Đức Thế Tôn đề ra mà thực hành theo một giới luật khác, đó là giới cấm thủ. Còn cái vị mà thực hành theo điều học do Đức Thế Tôn đề ra thì trong luật á, và ngay cả trong kinh Thế Tôn cũng nói như thế này: này các tỳ kheo, những giới luật nào Như Lai đã chế định các ông đừng vi phạm, dù là vì nguyên nhân tánh mạng. Tức là dù có chết thì cũng không nên phá giới. Cho nên việc giữ giới do Đức Thế Tôn đề ra đó không phải là giới cấm thủ. Nếu mình nói việc Đức Thế Tôn đề ra một cái giới luật mà mình giữ gìn giới luật đó là giới cấm thủ thì có nghĩa là mình đang phỉ báng Đức Thế Tôn. Tuy nhiên nếu như cái chuyện mình giữ giới đó mà nó đi đến kết quả là khen mình chê người
thì đó là giới cấm thủ. Nếu quý vị hỏi sư cái mà sư vừa nói nó ở đâu, thì xin thưa nó nằm trong chú giải trung bộ bài đầu tiên, bài căn bản pháp môn, chú giải trong đó đó. Còn muốn biết cụ thể là ở cái đoạn nào thì mở cái bài giảng trung bộ của sư ra ha. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Idam me punyang nibbanasa paccayo hotu imang no punya phagang sabba sattanang dema sathu sathu sathu. Chúc quý vị an vui. Akasattha cha bhummattha divanaga mahitika punyantang anumoditva chirang rakkantu sasanang.